Mừng quý vị đến với Sóng TV. Sẽ đây là những bản tin chi tiết. Mỹ tung đòn mới vào ngành công nghệ Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến diễn biến căng thẳng trên Biển Đông, ngày hôm nay sau khi Mỹ đưa ra nhận định Trung Quốc đang áp đặt trạng thái bình thường mới vào Đài Loan, ngày hôm nay Mỹ đã thay lời nói bằng hành động để nhắm vào Bắc Kinh một lần nữa. Theo đó, trong tuần này, chính quyền ông Biden đã thông báo các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ bổ sung nhằm vào các công ty Trung Quốc, các biện pháp mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ chất bán dẫn tiên tiến. Các chương trình cho biết New York Times, tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch có thể được Mỹ thông báo ngay trong tuần này. Cũng theo tờ Disaster Times, Washington còn lên kế hoạch nhằm hạn chế cung cấp tim mạch do Mỹ sản xuất cho các dự án trung tâm dữ liệu và siêu máy tính mạnh nhất của Trung Quốc. Nhà Trắng đến giờ vẫn chưa bồi đắp, trong khi Bộ Thương mại Mỹ từ chối yêu cầu bình luận của Reuters tháng trước, truyền thông quốc tế đưa tin Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên kế hoạch công bố các biện pháp bổ sung nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ bắn rắn được, sử dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AE và sản xuất vì mạnh dự kiến sớm nhất vào tháng 10. Đây là một phần trong nỗ lực gia tăng của Washington nhằm kiểm soát xuất khẩu công nghệ có thể được sử dụng để hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan tháng trời khẳng định lên kiểm soát xuất khẩu công nghệ có thể là công cụ mới của Mỹ và đồng minh nhằm làm suy yếu sức mạnh trên chiến trường của các quốc gia. Thù địch với các công nghệ như chiếc bộ nhớ và sulit tiên tiến, chúng ta phải duy trì khoảng cách càng lớn càng tốt, ông Sullivan nói. Còn nhớ vào năm 2018 và năm 2019, khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước đổ ra, công nghệ chip, bán dẫn và các linh kiện điện tử là những ngành, lĩnh vực chịu sự cạnh tranh ảnh hưởng nhất và gần như đến thời điểm hiện tại. Điều này lại được tiếp diễn một lần nữa, thậm chí... Sự cạnh tranh thương mại này cũng đã lan ra lĩnh vực quốc phòng khi vào đầu tháng 9 vừa qua, Lầu Năm Gốc đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để điều tra vấn đề kém hiệu quả của Mỹ trong việc bán thiết bị quân sự cho các nước khác. Tuyên bố động thái này nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo qua Stetsono, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, Kalinich đã ký một bản ghi nhớ vào tháng trước để thành lập lực lượng đặc nhiệm được gọi là Tiger Team. Đội hổ, nhóm công tác này do Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Sarah Baker và Thứ trưởng Phòng phụ trách mua sắm và chi diễn. Muellerland đồng chủ trì, thành viên bao gồm các đại diện từ các quân binh chủng khác nhau và các quan chức khác của Bộ Quốc phòng, Senska team sẽ nghiên cứu cách đơn giản hóa quy trình và đẩy nhanh việc bán máy bay không người lái, súng pháo trực thăng, xe tăng và các loại vũ khí trang bị khác cho các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Một quan chức Bộ Quốc phòng đều ví dụ các quan chức Hoa Kỳ tiếp cận các quốc gia về việc mua máy bay không người lái, có thể được đào tạo để giúp khách mua soạn thảo tài liệu tốt hơn và tránh dịp mua bán bị cản trở bởi các yêu cầu ban đầu quá trọng hoặc cái mối lo ngại về an ninh khác. Một quan chức cấp cao nói, đây là điều những bước cố định trong quy trình và chúng tôi đang nghiên cứu các loại bỏ những vấn đề kém hiệu quả để thích hợp cho tất cả các quốc gia mà chúng ta hợp tác. Quen Chisno chỉ ra rằng, vấn đề kém hiệu quả liên quan đến quy trình mua bán vũ khí phức tạp của Mỹ, lầu năm gốc chịu trách nhiệm thực hiện hầu hết chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của Hoa Kỳ nhưng nó được Bộ Ngoại giao giám sát và tất cả các dự án bán vũ khí cho nước ngoài cuối cùng đều phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Ngoài ra, đối với một số hệ thống vũ khí, Lầu Năm Góc sẽ chỉ phê duyệt hợp đồng mỗi năm một lần, vì vậy các đơn đặt hàng bị chế thời hạn sẽ bị đẩy sang chu kỳ tiếp theo. Theo bài báo, các nhà lập pháp, ngành công nghiệp quốc phòng và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã cho rằng việc bán vũ khí cho nước ngoài cần phải tránh rủi ro, làm chậm tiến bộ và các việc bán vũ khí liên quan đến công nghệ nhạy cảm thường bị chỉ quán trong nhiều năm nhân sự chậm chạp cũng có thể làm diễn linh nghi ngờ của các quốc gia mà mỹ muốn lôi kéo về việc liệu có thực sự muốn bán vũ khí thiết bị hay không điều này có thể buộc họ phải tìm kiếm những người bán khác tuy nhiên để tìm lý do cho kế hoạch tăng tốc bán vũ khí các quan chức mỹ đã chuyển sang trung quốc theo các quan chức quốc phòng mỹ nga là đối thủ lâu năm của mỹ trong việc bán vũ khí toàn cầu nhưng các hoạt động quân sự của nga ở ukraine và các lệnh trừng phạt do các nước phương tây áp đặt trong các lĩnh vực đã khiến ngành công nghiệp quốc phòng của nga chịu nhiều áp lực do đó lầu năm góc coi trung quốc là đối thủ chủ yếu trong việc bán vũ khí các quan chức mỹ nói rằng dưới việc trung quốc ngày càng gia tăng cạnh tranh toàn cầu với mỹ mỹ phải tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với những người mua tiềm năng nhưng khả năng phát triển vũ khí tiên tiến của trung quốc với chi phí thấp hơn đã đặt ra mối đe dọa đối với lợi thế cạnh tranh của hoa kỳ trên thị trường mua bán vũ khí toàn cầu Thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSS của Mỹ cho biết, từ năm 2010 đến năm 2020, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng khoảng 17 tỷ đô la Mỹ vũ khí thông thường, trong đó 77% được bán cho các quốc gia châu Á. Nhưng một số người trong ngành công nghiệp, chính phủ và quốc hội Mỹ và quốc hội Mỹ vẫn lo ngại về những thách thức ban ngành công nghiệp quân sự Hoa Kỳ phải đối mặt. Báo cáo này cho biết, việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt đang lo ngại đối với kho dự trữ vũ khí của Mỹ các đồng minh châu Âu của Mỹ cũng gặp phải tình huống tương tự khi họ học phóng cung cấp cho Ukraine một lực lượng lớn vũ khí sau khi nhận được cam kết sẽ bổ sung vũ khí của Mỹ. Một số quan chức cũng lo ngại rằng Tiger Team của lò năm góc không đủ khả năng giải quyết tất cả các vấn đề bởi nguyên nhân sâu xa là vấn đề về thể chế và tình trạng thiếu lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Một quan chức Mỹ cho biết, thiết kế ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ hiện hoàn toàn khác so với hồi thứ 9, thứ hai. Họ sẽ không bắt đầu sản xuất vì chúng tôi yêu cầu trong tay họ phải có một bản hợp đồng tôi mới ra tay. Trong một diễn biến khác, Hoa Kỳ mới đây đã tuyên bố bán số vũ khí chỉ giá hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan khiến Bắc Kinh đe dọa trả đũa. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khẳng định lại sự hỗ trợ quốc phòng của Mỹ đối với Đài Loan khi được hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao theo thông cáo. Báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Delbaten khi được các phóng viên hỏi về vấn đề này đã trả lời qua kỳ bán vũ khí cho Đài Loan là vì mục đích phòng ngự vốn đã xảy ra trong nhiều thập kỷ và Trung Quốc không có lý do gì để đưa ra những phản ứng này. Ông Basta nói, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan không chỉ phù hợp với các cam kết dài hạn theo luật quan hệ Đài Loan mà còn phù hợp với chính sách một Trung Quốc của Mỹ và Mỹ sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu phòng vệ của Đài Loan trên cơ sở của các nước chính sách này. Ông chỉ ra rằng, xem xét Trung Quốc đang gia tăng sức ép đối với Đài Loan hoa kỳ sẽ tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự cho đài bắc ông spastin cũng nói rằng trong khi hỗ trợ đài loan mỹ cũng sẽ giữ cho các kênh liên lạc với bắc kinh luôn mở nói về mức độ và chất lượng cho số lượng vũ khí của hoa kỳ bán cho đài loan bị ảnh hưởng do mức độ đe dọa dạ mà đài loan phải đối mặt từ trung quốc ông spastin cho biết rằng mỹ đang cung cấp cho đài loan các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng cần thiết để cho phép họ duy trì khả năng tự dạy cần thiết ông nói thêm từ năm 2010 đến nay, cơ quan hành pháp Hoa Kỳ đã thông cáo cho Quốc hội các dự án bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá 35 tỷ đô la Mỹ. Ngoài Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng cũng đưa ra phản ứng mới nhất về việc bán vũ khí cho Đài Loan. Theo hãng thông tấn Đài Loan SNI, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Stan cho biết, tại một cuộc họp báo, một số vụ bán vũ khí của Hoa Kỳ phản ánh đánh giá của Hoa Kỳ về nhu cầu quốc phòng hiện tại của Đài Loan và mối đe dọa từ Trung Quốc. Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng tự dạy của Đài Loan, ông Skabai chỉ ra rằng trong và sau chuyến bay của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Loan vào đầu tháng 8, hành động của Bắc Kinh càng khiến Hoa Kỳ tin tưởng hơn rằng vũ khí cung cấp cho Đài Loan có thể giúp Đài Loan tự vệ tốt hơn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo đã chấp thuận bán vũ khí trị giá 1,16 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan, bao gồm 355.000 đô la Mỹ và 60 tên lửa hành trình chống hạm Harpoon. 85,6 triệu đô la Mỹ cho hơn 100 tên lửa không đối không và 665.000 đô la Mỹ cho các nhà thầu hỗ trợ bảo trì và nâng cấp hệ thống radar cảnh báo đã hoạt động từ năm 2013. Hệ thống này do công ty Raytheon của Mỹ chế tạo có thể đưa ra cảnh báo sớm về cuộc tấn công tên lửa. Đây là thương vụ bán vũ khí thứ sáu và lớn nhất cho Đài Loan của Mỹ dưới thời chính quyền Biden. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Das Kim cũng đưa ra phản ứng mới nhất về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan theo trang Squeff của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ông Đàm Khắc Phi đã lên án mạnh mẽ Hoa Kỳ và đưa ra cảnh báo. Ông chỉ ra rằng việc Mỹ bắn vũ khí cho Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung, -Trung Mỹ, đặc biệt là thông cáo buộc Hoa Kỳ làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan và nhiều lần từ chối lời hứa không ủng hộ Đài Loan độc lập, đồng thời đẩy mạnh quan hệ quân sự với các nhà cầm quyền đảng dân tiến. DBB, Đàm Khắc Phi nhắc lại rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối, đồng thời yêu cầu Mỹ thì bỏ ngay kế hoạch bắn vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt ngay lập tức quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Ông đồng thời bày tỏ BLA sẽ tiếp tục luyện binh, chuẩn bị chiến đấu, kiên quyết đánh bại mọi hình thức can thiệp của thế lực bên ngoài và mưu đồ chia rẽ của thế lực Đài Loan độc lập. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại